Muchos Pokémon, muchos Pokémon. Nên nó dần dần gần nhà các bạn. Không phải cổ điển nha. Không phải cổ điển nha. Đây là một chiếc xe buýt này. Đây nó dành cho sân bay các bạn nhé. Đây có đẹp. Đẹp nha. Wow. Ô, một chiếc xe không cần mới này. Chiếc xe cao rồi. Kinh chi tiết lấy giống thất nha các bạn. Ok, wow.